trực tiếp từ thị trường vốn thế giới. Đây là những tin tức tài chính mới nhất do các nhà môi giới mang đến cho bạn. Chào ngày mới tốt lành, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những diễn biến mới nhất của cặp tiền tệ Yên Nhật đô la Mỹ. Sau đây là những chia sẻ của chuyên viên Thảo Vy đến từ phòng giao dịch của chúng tôi. Xin mời Thảo Vy. Phiên vừa qua đã chứng kiến đô la tăng 0,3% so với yên, chỉ báo dao động cuối cùng đang cho tín hiệu mua. Cổ phiếu Samsung đang có xu hướng tăng nhẹ trong phiên vừa qua, tăng giá 0,2%. Theo chỉ báo William, chúng ta đang ở trong một thị trường mua quá mức. Phiên vừa qua đã chứng kiến đô Úc giảm 0,9% so với đô la, chỉ báo William đang cho tín hiệu bán. Cặp dầu trên đô la đã rơi tự do 1,6% trong phiên vừa qua. Theo chỉ số Stochastic, chúng ta đang ở trong một thị trường bán quá mức. Xin cảm ơn và giờ đây xin phép được chuyển sang các tin tức mới nhất về thị trường tài chính thế giới. Các loại tiền thay thế đã công bố mức tăng 5-10%, trong khi Bitcoin tăng vọt gần 35.000 đô la Mỹ khi các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các token rủi ro hơn. XRP của Ripple đã tăng gần 10% và vượt qua BNB của Binance để trở thành loại tiền tử lớn thứ tư theo vốn hóa thị trường. Quỹ tiền tệ quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 của Trung Quốc lên 5,4% từ mức 5% với lý do sự phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19, nhưng cho biết quỹ vẫn dự đoán nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ chậm lại trong năm tới. Thị trường châu Á chuyển sang tiêu cực sau đợt tăng giá mới nhất do nhiều hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã kết thúc vào việc tăng lãi suất, nhường chỗ cho hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, thị trường đã đặt cược vào một số đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới với tổng trị giá hơn 100 điểm cơ bản. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong ngày hôm nay. Mỹ hồ sơ xin vay thế chấp MBA sẽ được công bố lúc 12 giờ GMT, Mỹ biến động về dự trữ dầu thô của EIA lúc 15 giờ 30 GMT, Mỹ đấu giá kỷ phiếu 10 năm lúc 18 giờ GMT. Nhật Bản tài khoản vãng lai sẽ được công bố lúc 23 giờ 50 GMT, Nhật Bản chỉ số kinh tế hàng đầu lúc 5 giờ GMT, Nhật Bản cán cân thương mại lúc 23 giờ 50 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay sẽ thực sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện chương trình, chúc các nhà đầu tư có một ngày giao dịch hiệu quả và thành công. Đừng bỏ lỡ bản tin vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường tài chính.